Là vừa đau mà không hết mà đau đầu Cảm nhận. chả lần thì cái mặt này nó nhiều này, cái này mà không nặng là để sao cái cổ nhìn lớn. Bên đây cắt tóc gọn gàng nè, mới vừa cắt xong ráng cục này ghê lắm. Phòng đi nhân kia mà mình rửa tay xong mình dưới này dễ đau dễ giật mình. Cho chị cái bông nước muối luôn em, cái lá trầu quên đó. Ngày cuối thì ra không lo làm đi trời. Mẹ hậu gì với măng thọng đâu đó rồi rồi bữa nay ông đẹp ra rồi chứ gì, sáng trưng rồi. Nhìn đây, nhìn cho người thoải mái xíu. Đi bữa trưa là đúng bài, sáng đi khỏi làm luôn, nấu luôn. Đông lá nhập rồi thấy đông mới gọi điện cho bữa trưa về chợ. Chờ thường được thăm mới được qua, thôi qua chờ nữa. Bữa cơm sáng mấy cục sẹo đậu nó không được rồi. Mấy nhà vẫn nhu nó bóp cho máu xịt ra. Như đây là lo lái nè, như sợ trào ra như núi lửa. Đây mà không quay tiếc núi.
sẹo lậu cũng vậy, nếu mà đi sớm là không bị rồi. Nặng một lúc quấy tay mua kẹo chưa? Từ tháng mà mua tháng đúng đúng tháng là hết nghe quá thiệt, nó đều dễ sợ luôn á. Yên là ngày 4. Mình đi ngày 3, ngày 2 cho đến mình mua đó. Cứ tháng là hết kẹo rồi. Nhớ chị đi mua đôi giày. Đi ngày 3. Quá rồi, cứ đúng tháng là hết kẹo. Liên hết đều vậy sợ. Mặt ông bên đến sáng có cái bị hai bên dưới nó tậu thế này, chờ không có cách chữa. Tim nó hết ha, vẫn cũng còn. Anh chị tim nhiều lần, tim vài chục lần, vẫn nhiều khi theo liệu trình nữa chứ. Cái này chị qua bệnh viện gia đình tim. Khoa thẩm mỹ không có nữa. Ngay chỗ đường Trần Đại Vương mình, ngay chỗ bác sĩ da liễu cũng có nha. Thì chỗ môn có tim. Tim liều lượng đúng. Nói chung tim cho em chứ không tìm vô, kiểu không phá hủy á chị. Cũng dạng axit. Nhưng mà phá hệ kiểu tim chứ không phải là kiểu bôi. Cố gắng nè, đau. À, bỏ đi. Xíu nữa nè. Chứ ông chịu nấu rồi. Thank you.
Tao không nghe. Quéo quéo rồi. Okay. Quay hẻ. Đào chết. Gracias.